Kiều Trâm và Quang Vũ xin phép được trở lại cùng quý vị trong phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết là 7 người đã bị thương trong một vụ xả súng ở thành phố Oakland thuộc tiểu bang California. Thưa quý khán giả, một vụ xả súng vừa xảy ra tại Oakland thuộc tiểu bang California khiến cho ít nhất là 7 người đã bị thương. Hai nạn nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch và 5 người khác được cho là đã tạm thời an toàn. Cảnh sát thì hiện đang truy tìm hung thủ. Các giới chức thuộc Sở Cảnh sát cho biết là vụ nổ súng đã xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày hôm qua trước một ngôi chợ nhỏ ở khu dân cư phía tây của thành phố Oakland. Cảnh sát đã cho phong tỏa khu vực này. Các nạn nhân đã báo với cảnh sát là có thể có 2 kẻ đã nổ súng trong vụ việc nêu trên. Một người đã sống ở Oakland 16 năm nói rằng các vụ bạo lực vẫn thường xuyên xảy ra ở khu vực này và ngày càng diễn ra một cách tồi tệ hơn. Một nhân chứng đã cho biết thêm, chỉ mới vài tuần trước thì một thiếu niên đã bị bắn ở tại nơi đây và vào năm ngoái thì một người cũng đã bị bắn thiệt mạng ở khu vực này. Tàu kéo đã bị chìm tại Iowa gây ra vụ tràn dầu. Đội cấp cứu hiện đã tìm cách gỡ một chiếc tàu kéo bị chìm tại sông Mississippi. Chiếc tàu kéo có tên Stephen L. Kobe, dài 144 feet, đã bị chìm vào chiều thứ Hai ngày hôm qua. Theo như các nhà chức trách thì chiếc tàu này có lẽ đã đâm phải một vật nào đó dưới nước khi xuôi dòng và bị chìm. Tuy nhiên, rất may thì 9 thủy thủ có mặt trên tàu vào lúc xảy ra tai nạn đều thoát ra an toàn. Báo cáo đầu tiên đã cho biết có khoảng 100.000 gallon dầu đã bị tràn ra sông khi con tàu bị chìm. Cơ quan điều tra hiện đang đánh giá tình hình của biến cố dầu tràn này. Hiện nay thì các đội cấp cứu đang làm việc để ngăn dầu khỏi bị rò rỉ thêm. Và mức độ thiệt hại về tài sản cũng như là môi trường vẫn chưa được công bố. Những cáo trạng mới nhất trong vụ án cưỡng hiếp ở tại thị trấn Steubenville thuộc tiểu bang Ohio. Thưa quý khán giả, trong khi điều tra vụ án cưỡng bức cô gái 16 tuổi tại thị trấn Steubenville thuộc tiểu bang Ohio, ngoài thủ phạm đã bị bắt là 2 học sinh cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của khu vực chính này, thì một số người lớn khác có liên quan khi tòa án đã truy tố thêm 4 viên chức đang làm việc trong hệ thống của học khu Steubenville. Được biết là tổng giám đốc khu vực chính Steubenville đã bị kết án 3 tội trọng, trong đó có tội giả mạo bằng chứng và cản trở việc thi hành pháp luật. 3 viên chức khác đã phải đối mặt với các tội nhẹ hơn, bao gồm tội cung cấp rượu trong bữa tiệc được tổ chức dành cho học sinh vị thành niên. Vụ án này đã làm chấn động cả Hoa Kỳ vào năm trước, khi một cô gái 16 tuổi đã bị cưỡng hiếp trong tình trạng say rượu sau một bữa tiệc lớn ở thị trấn Steubenville. Thưa quý vị, được biết là cảnh quay vào đêm xảy ra sự việc cũng đã lan truyền một cách rộng rãi trên Internet. Phát hiện đơn số cocaine và heroin trị giá 2 triệu Mỹ Kim ở tiểu bang Alabama. Lực lượng cảnh sát Baldwin County thuộc tiểu bang Alabama đã bắt được một vụ buôn bán ma túy tại một trạm dừng chân gần với biên giới với tiểu bang Florida vào thứ Hai ngày 25 tháng 11. Đây được coi như là vụ buôn bán ma túy lớn nhất được cảnh sát Alabama khám phá trong năm nay. Cảnh sát trưởng của khu vực đã cho hay rằng nhân viên của ông đã tìm thấy 29 pounds cocaine và 529 pounds heroin đựng trong những túi hút bụi giấu trong bình xăng xe, đang trên đường vận chuyển từ Texas cho đến Florida. Tổng trị giá số thuốc trên lên đến là 2 triệu Mỹ Kim. Tài xế có tên là Jose Lopez, người vận chuyển số thuốc, hiện đang bị giam giữ và có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Cảnh sát cho hay rằng việc buôn bán heroin trái phép đang tăng mạnh và thường xuất hiện ở vùng Đông Nam, gần với biên giới Mexico. Hiện thì lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy của Hoa Kỳ đang kết hợp với cảnh sát Mexico để tăng cường điều tra các khu vực này. Và bản tin nối tiếp cho biết là tình trạng thời tiết ngày càng xấu đi trong dịp lễ Tạ ơn. Thưa quý khán giả, thời tiết khắc nghiệt đã tiếp tục gây khó khăn cho việc đi lại của cư dân trong ngày nghỉ lễ năm nay tại Hoa Kỳ. Bão tuyết và mưa lớn đã khiến cho hàng chục người đã bị thiệt mạng khi họ đang trên đường đi nghỉ lễ Thanksgiving. Trong năm nay thì ước tính có vào khoảng 40 triệu người đi nghỉ lễ bằng xe hơi trong dịp Thanksgiving. Nhưng các tiểu bang ở miền Nam và Đông Bắc của Hoa Kỳ đã bị bao phủ bởi băng tuyết vì luồng không khí lạnh từ Bắc Cực đã tràn xuống, gây ra những cơn bão tuyết khiến cho nhiệt độ ở một số tiểu bang đã hạ xuống đến mức thấp nhất là âm 20 độ F. Chính điều này đã khiến cho tầm nhìn xa bị giảm và tất cả các con đường đều bị đóng băng, trở nên rất trơn trượt, dễ gây ra tai nạn giao thông. Trong khi đó, thì một thống kê khác cho biết là có vào khoảng 25 triệu người đã đi nghỉ lễ bằng máy bay. Nhưng phần lớn các chuyến bay đều bị hủy bỏ vì tình trạng thời tiết xấu và phi đạo đã bị đóng băng. Theo như một số chuyên gia về ngành du lịch, họ đã đưa ra một lời khuyên có ích rằng di chuyển bằng tàu hỏa cũng là một phương tiện không tệ hại trong dịp nghỉ lễ Thanksgiving. Từ ngữ nô lệ được liệt kê như là một nghề nghiệp trong bản ghi tham danh thực hiện nghĩa vụ bồi thẩm đoàn.
Người dân tại Dekalb County thuộc tiểu bang Georgia đã kinh ngạc sau khi mà một đơn ghi danh thực hiện nhiệm vụ bồi thẩm đoàn đã liệt kê là slave, có nghĩa là nô lệ, là một nghề nghiệp tốt đẹp. Những người hội đủ điều kiện để được chọn trở thành bồi thẩm đoàn đã cho biết họ đã điền vào một nghề nghiệp có chữ S mà theo họ nghĩ là tượng trưng cho nghề bán hàng, tức là sale, khi ghi danh trên online. Nhưng thực ra trong đơn ghi danh thì chữ S này tượng trưng cho từ slave, tức là nghề nô lệ. Hình thức ghi danh online được xem là dễ dàng và hiệu quả hơn việc điền các mẫu đơn bằng giấy và gửi đến tòa án. Vì vậy mà John Evans, chủ tịch của Hiệp hội Bảo vệ Người da màu quốc gia đã cho rằng đây là một sự xúc phạm nặng nề. Một phát ngôn viên của tòa án đã cho biết danh sách các ngành nghề dài 62 trang, cô đã không biết chắc rằng danh từ slave, nô lệ đã có sẵn trên danh sách, hay là ai đó đã thêm nó vào trước khi chương trình được đưa lên trên mạng. Tuy nhiên thì tòa án đã ngay lập tức cho xóa bỏ tên của ngành nghề này. Và bản tin nối tiếp cho biết là giá sữa có thể sẽ tăng lên đến 7 Mỹ Kim cho 1 gallon và tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị khán giả, giá sữa tại Hoa Kỳ có thể sẽ tăng mạnh nếu như một đạo luật về nông nghiệp không được thông qua vào cuối năm nay. Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa ban hành luật tái áp dụng các khoản trợ cấp vào những sản phẩm được làm từ sữa và một số mặt hàng nông nghiệp khác. Thưa quý vị, nếu như đạo luật này không thể được thông qua thì giá sữa có thể tăng lên đến 7 Mỹ Kim cho 1 gallon, tức là tăng gấp đôi hay là gấp 3 với mức giá hiện nay. Lý do của sự trì hoãn lần này là do Đảng Cộng Hòa muốn giảm đi con số 4 triệu người đang sử dụng food stamp dành cho những người nghèo trong năm tới. Đảng này cho hay rằng việc này có thể xóa bỏ các lỗ hổng về tài chính đang tồn tại và ngăn chặn những trường hợp lạm dụng food stamp. Tuy nhiên thì việc giá sữa tăng lên có thể kéo theo những lời chỉ trích về chính phủ. Những người phản đối đã cho rằng sữa là một loại thực phẩm rất cần thiết trong đời sống và cần phải được trợ giúp để giữ giá thấp cho mọi người sử dụng. FDA đã nới lỏng sự hạn chế của thuốc Avandia. Cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho hay thuốc Avandia không gây nguy hiểm cho các bệnh nhân bệnh tiểu đường. FDA đang dần nới lỏng sự hạn chế đối với loại thuốc này và cho biết Avandia là loại thuốc chuyên được các bệnh nhân tiểu đường sử dụng để kiểm soát lượng đường trong máu, sẽ tiếp tục được đưa ra sử dụng một cách rộng rãi. FDA đã phải thu hồi thuốc này vào năm 2010 sau khi các chuyên gia đã cho rằng loại thuốc Avandia không những không có hiệu quả ngay lập tức mà còn có nguy cơ dẫn tới các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên thì gần đây, cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ cho biết các nghiên cứu mới đã cho thấy Avandia không nguy hiểm đối với các bệnh nhân bị tiểu đường. Và nối tiếp là chương trình sổ tay y tế, những cách thức hiệu quả để điều trị căn bệnh tiểu đường. Thưa quý khán giả, kiểm soát hiệu quả căn bệnh tiểu đường gần như là một công việc đòi hỏi toàn thời gian đối với gần 26 triệu người dân Hoa Kỳ đang mắc phải căn bệnh này. Và sau đây là một số phương thức cần thiết để quý vị có thể tiến hành điều trị căn bệnh này. Trước hết thì bệnh tiểu đường đòi hỏi thay đổi rất nhiều thói quen trong đời sống để giữ được mức đường đúng theo yêu cầu của bác sĩ. Kiến thức là một điều cần thiết trong quá trình trị bệnh và những người không hiểu biết sẽ cảm thấy họ đang bị chứng bệnh nan y này kiểm soát. Bệnh nhân cần phải hiểu rõ lượng đường trong máu của họ là gì, cách sử dụng insulin để kiểm soát đường và những dụng cụ tối tân khác để đo lượng đường trong máu. Bệnh nhân luôn vẫn có nhiều điều mới để học hỏi thêm. Hiểu biết rõ ràng về căn bệnh này sẽ làm giảm đi các biến chứng nghiêm trọng, từ đó giảm chi phí về chăm sóc sức khỏe của căn bệnh này, thưa quý vị. Và cuối cùng là phần tin thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sẽ giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghiệm hôm nay đã tăng 0.26 điểm, ngừng lại mức 16.072.80 điểm. Chỉ số Nasdaq đã tăng 23.18 điểm, dừng lại mức 4.017.75 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay tăng 0.27 điểm, ngừng lại mức 1.802.75 điểm. Phần lời công cổ phiếu 10 năm là 2.70%. Thưa quý vị, giá dầu thô trong ngày hôm nay là $93.52 cho một thùng, giảm đi 57 cent cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ trong ngày hôm nay là $1,242.30 cho một ounce, tăng lên $1.10 cho một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng mua vào trong ngày hôm nay là 35.450.000 đồng một lượng và bán ra là 35.550.000 đồng một lượng, thưa quý vị. Thưa quý vị, phần tin thị trường chứng khoán đã kết thúc phần tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Kỳ Trâm và Quang Vũ xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Chúng tôi xin kính trân trọng kính chào và xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ tối trong chương trình tin tức News sáng nay.
Tuy nhiên, trước khi kết thúc chương trình, xin phép được gửi đến quý vị một cái thông báo. Quỳ Trâm cũng như quý vị cũng biết là chúng ta đang đến gần với những cái dịp nghỉ lễ lớn nhất ở tại Hoa Kỳ. Nhìn lại một năm đã qua thì chắc chắn chúng ta cũng cảm tạ Thượng Đế vì những cái thành quả mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng không quên đến những người dân Hoa Kỳ còn đang sống trong cảnh thiếu thốn và vô gia cư. Vì thế mà Đài Truyền hình Việt TV đã thực hiện một bữa tiệc thiết đãi đến cộng đồng những người nghèo khó cũng như những người vô gia cư vào sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin quý vị theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng về bữa tiệc thiết đãi người vô gia cư của Đài Truyền hình Việt TV ngay sau phần thông tin thương mại của chương trình tin tức 7 giờ. Đồng thời thì tiếp theo đó thì chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị một trong những cái tiến trình rất là sôi động ở tại thành phố Houston, đó là cuộc bầu cử, phóng sự về cuộc bầu cử của cộng đồng người Việt quốc gia ở tại thành phố Houston. Xin quý vị đón xem, xin trân trọng kính chào. Kính chúc quý vị và gia quyến luôn bình an, hạnh phúc trong cuộc sống.